Một ngày nọ, đột nhiên bánh kẹo, đồ ngọt và sữa trong nhà bị một thế lực thần kỳ hút đi mất và tụ về một mảnh đất lạ. Các thành viên của hai đội sẽ cùng so tài vượt qua các thử thách để giải cứu số bánh kẹo và đồ ngọt về cho các bạn nhỏ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đấu Trường Tài Năng. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Star Media thực hiện. Chương trình được phát sóng vào thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 và được phát sóng lại trên kênh YouTube Star Network. Bên cạnh Khánh luôn luôn có hai người bạn đồng hành. Họ là những người đội trưởng vô cùng có tâm, vô cùng dễ thương và vô cùng duyên dáng. Xin mời sự xuất hiện của Hoàng Phi và Yến Nhi. Chết rồi đồng đội ơi, chết rồi. Mọi người nhìn đi. Ủa? Kẹo không là kẹo. Trời ơi, kiến dữ lắm nha, cái này kiến lắm nha. Kêu cất rồi, cất đạt vô đi nha. Rồi hôm nay mình rớt vô một cái thế giới gọi là thế giới kẹo ngọt rồi. Ồ, thế giới này đứa nhỏ nào mà không thích ta. Đúng rồi. Và một cái không gian kẹo ngọt như vậy thì chúng ta biết chắc chắn rằng những trò chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ rất là ngọt ngào. Nếu này thắng thì cũng rất là ngọt ngào. Còn thua thì... cũng rất là ngọt ngào. Hai mượn. Người ta nói vậy là người ta đang hy vọng được chiến thắng, tự nhiên cái thua cũng rất ngọt ngào. Thua thôi. Kẹo cũng có kẹo me mà. Không có gì đâu. Có kẹo me nữa. Ok. Nó chua chua mà nó ngọt ngọt. Nhưng mà quan trọng là ngày hôm nay tôi cần phải thấy những người đồng đội của các bạn, họ là những người như thế nào. Tôi sẽ cho những trò chơi gây cứng để đối đầu nhau. Gây cứng để đối đầu nhau. Vâng. Được. Vậy thì tôi sẽ được mời hai thành viên của đội khổng lồ Long Chuân và Lý Hạo Mạnh Quân. Ui. Hey. Võ rắn. Hồi nãy thấy cái đoạn trước là nhỏ rồi đó. Nhưng mà lúc qua đây gào gào là thấy cũng không có. Chưa đã để gào con này à. Bé Yến Nhi nói là vấn đề gì mà mỗi lần người lớn ra là hù con nít. Yến Nhi bị hù riết mà bị không hiểu luôn á. Bây giờ ngày nào mà không hù thì nó buồn. Hai nhân tố hù này là Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Đúng rồi. Bạn đến từ đâu à? Mà bạn tới cái thế giới kẹo ngọt của chúng tôi. À, tôi đến từ thế giới người lớn đã trưởng thành. Thế giới người lớn là trưởng thành chưa? Là người lớn có dạng người lớn trẻ con nữa hả? Dạ đúng rồi. Có. À, chúng tôi là bên nhóm người lớn trưởng thành. Còn bên cạnh bạn à? Dạ em thì cũng đến từ thế giới người lớn thôi. Là đến đây để quyết đầu với tất cả các em nhỏ. Lớn lớn hẳn chưa? Dạ em, đây đại diện cho thế giới người lớn chưa trưởng thành lắm. Bắt tay hàng xóm được đấy. Dạ. Kế bên nhà. Dạ. Ồ, có mối quan hệ ở chung một chung cư. Wow. Chung lóc. Chung lóc. Wow. Một năm gặp lần hai lần. Không. Con có hai bạn rất là ngọt ngào, dễ thương, cute phô mai que ạ. Rồi con mời các bạn ra nhé chú. Ra đi đi con. Các bạn ơi, ra đây. Đội mình bên đây dễ thương nè. Nhưng mà đội bên đây ba người đàn ông cao lớn, vạm vỡ mà đấu với ba bé nhỏ như vậy, ủa có khập khiễng quá không ta? Tôi không biết nữa. Tôi thấy cũng công bằng mà. Đúng. Em cũng thấy vậy. Con ơi, con tên gì? Con tên Như Quỳnh. Như Quỳnh hả? À, bên đây có Quỳnh lớn, bên đây có Quỳnh nhỏ. Quỳnh nhỏ. Quỳnh ơi, Quỳnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. À, 5 tuổi. Trời ơi, dễ thương quá. Bên đây 30, bên đây 5 là cách nhau 25 tuổi lận á. Còn con trai con bao nhiêu tuổi rồi? Con 12 tuổi ạ. Con tên gì? Con tên là Long. Long. Em. À, chứ nãy giờ tôi ngờ ngợ. Chúng ta đã gặp nhau ở trên sân khấu một lần rồi.
Đúng rồi. Cái này là em của Long, là cái bạn nhỏ hay quay clip chung hả? Dạ, Long lớn Long bé nè. Trời thấy vậy, Quỳnh Quỳnh, Long Long, Phi Nhi. Này chính ra là hàng xóm của nhau thì thôi chứ không bao giờ xem clip của nhau hết á. Bất ngờ lắm. Không, có coi clip mới biết có đứa bé và Long rất là thương bé nhỏ này, là lúc nào đi chơi hay là cái gì cũng về thăm bé đúng không? Dạ. Nếu như Long đã thương đứa nhỏ như vậy thì ngày hôm nay Phi sẽ cho đứa nhỏ biết cuộc sống là gì. Không, con có muốn ra thi đấu bất kỳ trò chơi nào với chú không? Có. Được, chú cháu mình sẽ thi với nhau. Ok. Ok. Bây giờ nè, trước khi thi đấu thì chương trình chúng tôi có một cái phần gọi là phần thể hiện tài năng. Wow. Để mà thể hiện cái bản sắc của đội đó. Đội đầu tiên đội nào muốn xung phong thể hiện tài năng trước à? Đội mình. Con ạ, đợi con ạ. Ok. Lúc nào cũng vậy cho nên tôi không có gì bất ngờ. Tôi à. Mời anh trước. Không biết rồi, tôi cũng muốn coi cái đó thể hiện tài năng á. Các con, ai sẽ là người thể hiện tài năng của mình trước? Con ạ. Wow. Tốt lắm, con trai, mời lên. Tài năng của con á, nó rất là tâm linh. Tâm linh. Trời ơi, tâm linh ạ. Khoan lại từ, lại gần coi, nghe thấy tâm linh sợ quá nè. Tâm linh như thế nào? Con có thể xem lại quá khứ của các chú. Thôi đừng xem. Con trai, có những thứ con còn quá nhỏ để hiểu. Mình đổi tài năng đi con. Đừng coi, đừng xem gì quá khứ của mấy chú hết. Con coi quá khứ. Con này. Con coi quá khứ của mấy chú bằng cách nào? Bây giờ á, chú xòe tay ra đi ạ. Rồi. Hay quá nè. Con biết rồi. Bây giờ này, từ lúc bé mới để ra. Khúc này chắc phải lồng nhạc rùng rợn lắm á. Chú khóc chứ chú không có cười. Wow. Trời ơi, vậy con sao không biết vậy? Tại vì con thông minh. Trời ơi, chú nhìn nè, nổi da đầu nè. Chú nhìn. Ok. Để cho mình đi. Thôi, con biết rồi. Cũng là từ lúc chú đẻ ra, chú chưa có răng. Trời ơi! Sao bây giờ có răng? Răng ở đâu ra? Ở đâu ra? Sao con biết hay vậy? Hay quá luôn ơi! Tới chú! Mời chú Quỳnh đi con! Từ lúc 10 tuổi! Cho đến 15 tuổi! Là độ tuổi chú dậy thì... Trời ơi! Sao con biết? Coi Quỳnh nè! Coi anh con! Coi anh thì nó thường quá rồi đúng không? Vì biết hết quá khứ của nhau rồi. Không biết tên mà mẹ không? Nãy giờ diễn sâu ấy, nữa mà tôi diễn theo không được luôn á. Con còn tài năng gì con muốn thể hiện nữa không? Con muốn che giấu để từ từ mình. Đúng, mình giấu, mình ém vô trong đúng không? Rồi. Kết hợp với phần biểu diễn tài năng đó mình cũng diễn theo tới sợ luôn. Thật ra là qua phần tài năng của bé mình có bộc lộ khả năng tài năng của mình. Con gái nhỏ, con có tài năng gì để biểu diễn cho các chú coi không? Con có tài năng nhảy. Nhảy hả? Meo. Thật là tôi không biết là cái hình ảnh những người đàn ông ở đây mà thắng cô bé bên đây nó kỳ lạ. Đây là tâm lý rồi mọi người ơi. Tôi thôi không nha. Các bạn à, bên đây thể hiện tài năng rồi, bên bạn có thể hiện tài năng gì không? Hay tài năng các bạn là giao đãi? Không, mỗi ngày mỗi khế, đây là hai người có tài năng thật sự. Đúng không mọi người? Cũng có thể. Họ nói vậy là để họ khiêm tốn thôi. Đúng rồi. Đầu tiên là mình sẽ biểu diễn cái tiết mục mà thứ 6 trong cái chuỗi 15 tiết mục của mình đúng không? Ok. Thứ 6 hả? Thứ 6 đi. Thứ 6 vậy để em đi. Ok, vậy Quỳnh làm thứ 6. Chú đến đây không mang theo gì nhiều. Chú chỉ mang tài năng chú đến. Đó chỉ là một màn ảo thuật nhỏ nhỏ nha. Các con biết đây là cục kẹo đúng không? Đúng ạ. Ta chú đang không có gì. Chỉ có một cục kẹo thôi. Ok. Chú đặt vào đây. Hỏi vô con gái. Chú hỏi gì? Không. Hai đòi. Ê! Chú biến qua đây. Đó, bây giờ biến lại bên đây này. Ê! Hay vậy trời. Chưa hết. Đây, nhìn đây, cục kẹo đúng không? Một cục. Hai cục. Hê! Bốc ra. Cái gì nặng vậy cha? Hê! Wow! Ghê chưa? Từ từ.
Ủa? Tiết mục thứ bảy của tôi. Ủa, kẹo này mình đem lên ba cục là cho ba bé mà. Sao Khánh kỳ vậy? Đúng rồi Khánh, tôi chuẩn bị quà thôi mà. Khánh làm gì cái chục kẹo như nhỏ. Chúng tôi không cần các bạn làm những cái trò như vậy. Tôi nhỏ nó nhìn là trầm cảm luôn kìa. Đây là tiết mục thứ sáu của tụi tôi á. Thôi nè, chú tặng hai bé trước đi ha. Được rồi. Rồi tí nữa của con thì chú tặng riêng ha. Rồi ăn liền đi, ăn liền đi Long. Cục kẹo này màu đen á, ăn vô xui lắm. Thôi đừng ăn, đừng ăn. Nhưng mà cái phần giao lưu chúng ta đã biết được khả năng của nhau rồi. Tôi hỏi lại các bạn một lần nữa là các bạn đã sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên chưa? Sẵn sàng. Nhưng mà tất cả đã sẵn sàng thì chúng ta hãy đến với phần thử thách đầu tiên của chương trình Đấu Trường Tài Năng. Ê tụi lo quá, bên kia có bé nhỏ xíu khó thi lắm. Em... tại vì bây giờ nếu mà vô thi ví dụ thắng thì cũng không vẻ vang gì, thà là thua thì là thua con bé xíu thua. Mà ví dụ như cỡ lâu nhỏ thì mình còn có thể kèn cựa một chút xíu, còn bé kia nó đã nhỏ mà còn dễ thương mà còn meo đúng không, mẹ còn meo meo. Bây giờ ai mà thi chung với bé đó mới là số khổ, mới là đắn đo tâm lý. Là anh đó. Không, cái đó không chắc nha. Anh đó. Ủa anh đó. Anh đó. Em rất cảm động. Em nghĩ là trí tuệ. Chị cũng nghĩ là thường thường sẽ là trí tuệ trước nhỉ. Vâng. Bây giờ thế mạnh của Quỳnh là Quỳnh muốn thi những cái thể lực hay là những cái về văn học tính toán hên xui rồi này nọ. Về văn học tính toán hên xui thì thôi đó thì nó biết rồi đó, nghĩ nhiều là văn học không giỏi rồi đó. Nhưng mà tính toán thì giỏi. Hồi cấp 1 là em trong đội tuyển của trường mà. Nếu vậy thì tính toán. Tính toán. Tôi sẽ giao cho Quỳnh. Còn lâu chú Quỳnh sẽ những cái gì mà liên quan đến tri thức thì đừng giao cho em nha. Mặt áo. Dạ, nó là liên dạ, nào ồn ào rồi đó. Và bây giờ là phần gợi ý của vòng thử thách đầu tiên. Xin mời. Cái chuông đâu? Cái này cái chụp cái, lại vậy ở trong khách sạn 5 sao mà người ta món ăn là người ta hay mở ra cho mình thưởng thức. Đúng rồi đó. Đây là dụng cụ để mà chúng ta đựng thức ăn. Chúng ta sẽ thấy nhiều ở những nhà hàng khi mà có một cái chùm để chúng ta giữ ấm, hoặc là chúng ta giữ cái mùi vị của cái đồ ăn nó không bị tỏa ra ngoài. Thì theo suy đoán của tôi chắc có lẽ hơn 60% là đây là một game liên quan tới ăn uống. Ăn uống không có đơn giản gì đâu. Mỗi em nghĩ là liên quan đến vận động, cầm bưng bê đồ á. Nhưng mà chủ đề hôm nay là bánh kẹo. Bánh kẹo. Đó, cho nên là mình phải theo cái chủ đề để em nghĩ là vậy thì là nếm thử cái đó coi là cái gì, hoặc là đoán thử cái đó có đúng là thiệt hay không. À cũng có lý. Đoán vị chẳng hạn, đoán thành phần. Đoán thành phần trong đó. Đúng rồi. Gì. Ồ hay đó, tôi nghĩ là vậy đó. Trên YouTube có mấy cái là để một cái đồ ăn ở đây xong rồi mình phải chọn mấy cái khay ấy. Xong rồi mình sẽ nhấc lên xong rồi mình sẽ ăn hoặc là mình sẽ làm cái gì đấy. Chắc là trò chơi đầu tiên là chọn đó. Cái gì ta? Em nghĩ là chọn. Em nghĩ là gì? Em nghĩ là một cục kẹo. Một cục kẹo nhỏ. Mấy em nhỏ cũng không quá lớn để có thể chơi những cái trò khó hơn. Dạ. Có thể vòng đoán đồ ăn này đối tượng nhỏ nhất sẽ xuất hiện thì sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Ai muốn tham gia phần thử thách này để đánh bại đội khổng lồ? Chạy đây. Chị nghĩ là em nên ra. Cố gắng là vào anh Long Jun nhé. Ok. Đấu hết mình luôn nhá, không được nhường nghe chưa? Ok. Nếu như cái này đánh đồ ăn nhẹ nhàng thì cái sau sẽ là vận động. Đó, bây giờ ai? Ai sẽ là người dám bước ra nhận trọng trách đầu tiên? Còn ai nữa ngoài Lý Hạo Mạnh Quỳnh? Ai đúng rồi. Bây giờ tên ai dài người đó ra trước. Tên Lê Hoàng Phi, ba chữ. Đúng rồi. Long Trần Hoàng Long. Ba chữ. Bạn tên gì? Dạ, Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Dạ, dạ đi. Okay. Đi ra ngoài đó, mày nhìn quen gì. Chết rồi. Hai bạn cũng đã bên trong và xem gợi ý rồi đó. Đúng rồi. Chúng ta cũng đã có những suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng mà cái phần chơi chính xác như thế nào thì chúng ta phải liên hệ với máy chủ để biết thông tin rõ hơn. Ở trạm đầu tiên, các chiến binh của đấu trường tài năng phải vượt qua thử thách chọn lựa đúng món bánh kẹo mà các em nhỏ đã bị mất và tiêu thụ hết để trang thức sản xuất nguồn bánh kẹo mới. Sau đó, các chiến binh phải dùng lực chân lực mạnh để đá bay những quái vật đang giữ cửa và mang bánh kẹo về điểm tập kết của mình.
Ở đây chúng ta có 4 phần thức ăn khác nhau. Chúng ta phải lựa một trong 4 phần ở đây. Và nếu như các bạn bóc cho dù là ngon hay là không ngon gì, các bạn cũng phải ăn hết cái phần ăn đó. Và khi các bạn ăn hết rồi, các bạn sẽ mở ra một cái hộp dưới đây chứa một số quả banh. Các bạn đem hết quả banh các bạn bỏ vào đây. Mỗi trái banh mà bạn thu thập được sẽ là số lượng banh. Ở đây bạn đá vào cái biển đằng kia. Cái biển này có đó, hai phải ném bóng kìa. Hình quái vật và hình kẹo ngọt. Nếu như chúng ta sút banh vào hình quái vật, chúng ta sẽ được cộng 2 điểm. Và nếu như chúng ta sút banh vào cái ô kẹo ngọt, chúng ta sẽ bị trừ 1 điểm. Cuối trò chơi ai sẽ được nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Hiểu rồi. Ai sẽ là người chơi trước? 1, 2, 3. Wow. Con muốn con chơi trước hay bên đội người lớn chơi trước? Đội người lớn chơi trước đi ạ. Mời Quỳnh. Được. Người lớn thì trước. Cũng thông minh lắm, thì sau để mà xem kinh nghiệm đó. Ví dụ như là Quỳnh lựa cái phần này đi. Thì trước khi Quỳnh mở ra, Quỳnh phải nói cho Khánh biết là Quỳnh chọn món bên trái hay bên phải. À, trong mỗi dĩa có 2 món. Đúng vậy chú. Chọn bên phải. Ê, chết rồi. Lên bên trái là cái bánh rồi. Bên trái là cái bánh rồi. Ủa? Là gì ta? Mọi người xem nè. Khổ quá nữa nè. Khổ quá. Ăn hết nè. Ăn hết mới được bóc đúng không? Khổ quá không? Kẹp chung với khổ quá, nó mềm cái bánh hẳn. Đắng luôn. Trời ơi, cái này là thử thách ăn nè. Bóc bánh ra đi. Đặng quá, quá, quá. Một trái. Hai. Hai trái. Ba trái, biết đâu móc ra còn nữa. Cái hộp nhìn nhiều vô thôi à. Hết. Hết rồi hả? Có 3 trái à. Vậy thì bây giờ Quỳnh có 3 lượt đá. 3 lượt đá. Lượt đầu tiên, mời Quỳnh. Long có tin chú đá cho con khủng long không? Không. Chú chỉ đá cho mình coi. Cái này đá bóng. Long nói đúng. Kỳ, cái đó kỳ quá, sai mà sai quá sai luôn á. Lần thứ hai đúng không ạ? Trái thứ hai, chú. Ok. Long có tin không? Không ạ. Long không tin, chú lại tiếp tục khẳng định cho Long thấy. Ui, một xíu thôi đó Long à. Thôi, lượt cuối cùng của Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Lần thứ ba. Xin mời. Siêu cầu thủ Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Đây là màu đó. Chú bị âm điểm rồi. Bị trừ 1 điểm. Kẹo ngọt là trừ điểm á. Ủa. Và trừ 1. Số điểm của Quỳnh hiện tại là âm 1. Âm 1. Không có điểm mà bị âm 1 nữa hả? Cái đó là lượt đầu tiên rồi. Lượt đầu tiên. Mời bạn tiếp theo. Bên trái đúng không? Bên trái. Bên phải hồi nãy không. Đó. Bạn giữ cái này bị cắt ra Khánh ơi. Ăn thử coi. Rồi, vậy là nhân kem đánh răng. Rồi thiệt luôn hả? Ngon lắm à. Ngon không? Ngon à. Ăn hết. Mời bạn. Quỳnh toàn chọn nó ngon nha. Đâu, cái bánh nó bị cắt rồi. Rồi. Một trái bạn. Một trái. Hai trái. Hai trái. Wow. Hết. Hai trái. Ba trái. Ba trái bạn. Rút kinh nghiệm hồi nãy là mình đá ba trái nó không có sướng. Mình chơi hết luôn đi. Chơi hết luôn. Mình chọn bên đây. Không lẽ nào? Không lẽ. Cái đó là cái gì vậy? Cái này là những hạt đậu mầm. À, kẹo thúi. Cái này là hạt gì? Cái này là hạt đậu hoặc là kẹo có sướng. Wasabi. Má này thường. Wasabi. Kẹo wasabi à. Một trái nữa là 4 trái. Chắc là cái của chú Quỳnh là có wasabi đấy. Chị 5 lượt. Thấy chú cay. Ủa ăn nhiều lắm mà. 5 lượt. Đậu phộng là chỉ tới đó thôi. Con không khác gì mấy ha. Không biết luôn, ăn thử coi. Khánh ơi. Kẹo cũng gòn hả? Cái này bị tiêm cái gì vô trong rồi Khánh ơi. Đây nè. Ý ai biết. Nhìn sợ quá, đừng quay lại cái đó. Nhìn cái lỗ sợ quá. Mochi mà còn cho thêm tương ớt nữa.
Để tôi ố được. Họ lấy bánh. Năm trái đủ rồi, lỡ ăn rồi. Dở quá. Dở quá. Dở quá. Mà mấy chị bơm 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 hết tương ớt luôn. Còn sô cô la trong đó bơm thêm tương ớt. Chết rồi. Đây nó móc phụ bạn cho để thấy bạn đổ mồ hôi quá. Muốn cầm tôi. 6 7 Thế rồi. Dở như vậy mà có hai trái. Dở vậy mà có 2 trái luôn vậy. Không sao, 7 trái. 7 trái. Ta còn 7 trái nữa. Đã okay. Liên tục rồi có thể nha. Giết quái vật nào Quỳnh ơi. Vô cái ông. Ôi, không sao còn 6 lượt. Ê. Hoài luôn. Ôi, mất 2 trái. Còn 5 lượt nữa. 5. Đáng đi Quỳnh ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ luôn đó. Đồng đội hãy tin em. Mời Quỳnh Lý. Ủa cộng 2 điểm lận. Tính. Có được tính. Yeah. Tôi gọi đá banh lắm luôn ý. 3 trái. Ta xa luôn nè. Chấp lông luôn nè. Hàng chấp quá. Còn 2 lượt nữa. Đoạn chứ được tương lai rồi. Chấp. Và đây là lượt cuối cùng của cầu thủ Quỳnh Lý. Quỳnh sẽ lựa góc này. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Cộng 6 điểm rồi đấy. Yeah, nghiệp nít dễ sợ. Và tổng điểm của Quỳnh Lý là cộng 2, cộng 2, cộng 2, trừ 1. 5 điểm. Cảm thấy sao? Bất ngờ quá. Cố lên anh Long ơi. Long hồi nãy có tâm sự với chú Khánh ở ngoài là Long thích chơi bóng rổ nhiều hơn là chơi đá banh. Cho nên là Long sẽ sử dụng tay giỏi hơn sử dụng chân. Cho nên là bây giờ Long có thể thương lượng với chú Quỳnh là thay vì đá cho Long cầm trái banh chọi được không? Cho con cầm trái banh chọi được không chú? Được, nếu như mà thay vì á, mức Long sẽ là ở đó đúng không? Vâng. Nếu Long ném thì Long sẽ đứng ở đây, Long thấy sao? Ở đây ném tới không? Hay cho con đứng ở cái giữa này đúng không ạ? Được luôn. Mặc cả nữa. Được luôn. Chấp nhận. Cố lên anh Long ơi. Ôi, đến giờ em Long ăn uống rồi. Bây giờ trước sau gì mình cũng ăn hết thôi, giờ mình ăn từ đây trước đi. Ok. Con muốn ăn bên anh trái hay bên phải? Ơi ơi, anh Long bên phải đi. Cố lên anh. Chú Khánh khoan, trước khi cho Long xem, chú Khánh xem thử đi rồi chú Khánh cho Long lời khuyên. Con chắc chưa? Trời ơi, thằng mưu mô lắm. Chắc chắn, chắc ạ. Ghê lắm đó. Chú nói trước. Đậu Hà Lan bình thường. Nhẹ nhàng ăn hết liền con. Ok. Quá okay. Đơn giản. Con may mắn vậy không? Ôi trời. Ok. Rồi, ăn có đang muốn ăn phải ăn sạch mới chịu. Hay quá. Mọn ngon rồi, không bị sao rồi. Trời bốc ra mười mấy trái banh chắc Quỳnh tức chết. Mười quá. Một. Hai. Hai. Lấy bốn trái là Quỳnh đủ cọc rồi. Bốn trái thôi là Quỳnh đủ cọc rồi. Ba à, chắc ba rồi. Rồi. Ba hả? Bên đây con muốn bên trái hay bên phải? Lấy cho bên phải rồi, bây giờ bên trái đi. Bây giờ bên trái. Con cần chú tư vấn không? Không ạ. Trời. Anh chắc chưa? Anh chờ nhắc. Ây da, muốn chú. Cái gì ta? Bây giờ chú nghĩ là để không còn thương đau thì chúng ta nên cầm một cái bỏ vô miệng, đừng có nhìn. Nhìn mình biết, mình sợ. Mình bỏ vô miệng, mình nhai, mình cảm nhận luôn. Vậy à, 3, 2, 1. Sao? Chết rồi. Anh thấy bình thường. Anh thấy bình thường. Hết hồn sao ăn. Miệng thì nói bình thường mà nó nhai cái mặt nó cũ. Đúng không chú hỗ trợ cho. Kiểu kim nén dữ lắm. Không nhai luôn. Anh nhai được. Không ạ. Hai. Cố lên anh Long ơi. Ba. Rồi hết luôn hả? Bây giờ chúng ta chơi một cái trò chơi nhỏ đi. Đúng. Chú chọn cái nào chú ăn cái đó, con ăn cái ngược lại. Được không? Ok. Chú chọn cái bên phải đi. Anh Long bằng cái bên đi. Trái nha. Anh Long thắng đi. Anh Long thắng đi. 2, 3. Ui, sao nhìn như nhau vậy? Không, cái bên Khánh có vấn đề nha. Tôi thấy cái bên tôi có vấn đề cười mà. Một. Ủa sao máy quay ai cũng nhìn tôi vậy? 2, 3. Trời ơi, cái gì vậy?
Mình không biết không đau Khánh, không biết thì sẽ không đau. Thôi quay qua đây đi cho mình không thấy. Chưa tới. Trời ơi, khổ tâm chú Khánh quá. Mưa đỏ. Mưa đen. Chú Khánh à. Đập nhà. Bỏ ra đây. Bây giờ trận này con chơi với chú Bình Lý nè. Được. Con được 5 trái rồi không? Ủa em 1 ạ. 1 2 Hết chưa? Hết rồi. Vâng. Tiếp theo cho Long lựa luôn. Ôi, nãy giờ Long may mắn quá rồi, không lẽ dáng này Long may mắn nữa, cho Long chọn. Vừa nãy con chọn bên trái rồi. Đúng. Con lại quay lại bên phải đi. Con lại chọn bên phải, được. Chú chọn bên trái. Chú Quỳnh có duyên với khổ qua hay sao? Món cũ. Sao khổ qua hoài vậy ta? Đắng quá, cái món này dở luôn. Bây giờ mình kiểm tra coi trong đây có bao nhiêu trái banh nha. 1 trái, 2 trái, 3 trái. Cố lên Long ơi. Chị ơi, anh làm xà hắn thôi. 8, 9, 10. Wow, 10 luôn. Wow. 10 được ném. Ủa vậy là cậu cũng chọn được 4 cái ngon luôn hay sao ấy. Cố lên Long ơi. Ok. Hey. Oh. Yeah. Wow, nghe tiếng nghe thật là lớn quanh Hoàng Phi từ bên trong phòng ra. Chẳng không biết cổ vũ ai hết. Bình tĩnh thôi Long ơi. Đội tôi không biết dấu cảm xúc Khánh à. Ôi, chưa 1 rồi hả? Long ơi, cố lên Long ơi. Cố lên Long ơi. Còn 9 lượt nữa. Ok. Hây da. Thôi chật lát luôn. Còn 8 lượt. Cố lên. Rồi chật lát. Còn 7 lượt nữa. Bình tĩnh thôi Long ơi. Hey. Hey. Cậu hai điểm rồi. Nhắm quái vật. Ném mà bên kẹo ngọt. What? Đúng rồi. Cái nụ cười mà của Quỳnh Lý hay lắm con ơi á. Kỳ lắm. Sao mà nhường người ta, anh ta thua mà vui dữ vậy? Chết rồi bé rồi. Thua rồi. Còn 5 lượt nữa. Con đã đi được nửa chặng đường rồi đó. Long, nhắm ngay đây nè, góc này có nhiều điểm nè. Ok. Ôi, lại trừ điểm nữa. Con ném hoài trừ điểm luôn. Long có vẻ là khá thích ăn kẹo. Trừ 3 điểm. 2. Đáng lên, canh góc bên đây, con ném bên góc bên đây là vô 3 cái đó là ngon. Con ném đất đúng một ý cái chỗ nữa được rồi. Đúng một cái nữa thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah. 5 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cộng số điểm của Long lại. 2, 2, 4, 6 - 1 còn 5. Yeah, 4 cộng 2 là 6. 6 - 1 = 5. 5 điểm. Wow. Lại là 5 điểm, cho nên là ở vòng thử thách đầu tiên, tỷ số 1 điều nghiêng về hai đội. Good job. Thôi, hòa nhau là được rồi. Chàn, thất vọng. Mềm chết. Tuy là thất vọng, tuy là không thắng Long, nhưng em đã cố tình chôm được của chương trình một chiếc anh. Cháu quê mà còn dơ nữa. Dơ quá. Thế rồi bây giờ không biết ai chơi bạn bé Tiêu này. Em đây là kỳ lắm nha. Thi là thi với bé Hà Tiêu nhưng mà chưa biết là thi cái gì đây. Và bây giờ là phần gợi ý của vòng thử thách số 2. Xin mời. Hai chiếc bánh hả? Camaron anh ơi. Macaron. Camaron. Đúng, macaron. Macaron. Hai cái bánh nhỏ nhỏ vậy nè. Ai nói tiếng Anh lắm. Mấy cái nhỏ nhỏ. Ghét ăn bánh đó lắm.
mới đầu anh thấy nó rất đẹp và nó xinh lắm, nó nhỏ xíu, nó ngọt, nó ngọt tới mức chân của cái bánh đó là ngọt và có nước đường. Chị không biết là cái bánh này có giống cái thử thách trước em chơi ấy, là có wasabi xong có tương ớt trong đấy. Chị cũng lo quá. Chắc một cái bàn nó sẽ để lên 3 món. Mình sẽ chọn bất kỳ một món nào đấy dở hay ngon thì tùy. Hai chiếc bánh. Thứ nhất, ở cái vòng thử thách số 2 này là sẽ là cuộc thi của đội trưởng và một thành viên khác nữa. Mà lại hai chiếc bánh. Nếu mà hai người chơi thì sẽ gặp bé Ốc Tiêu nè, và có thể gặp lại Long hoặc là Nhi. Rồi đã Ốc Tiêu đã khó khăn rồi, còn thêm một bé nữa. Long Chuôn thì chắc chắn phải ra trận rồi nè. Dạ chắc chắn rồi. Nếu như mà anh tin tưởng em thì em sẽ sẵn sàng xuất chiến. Như vậy Long Chuôn và Lý Hạo Minh Quỳnh sẽ bước ra để tiếp đón đội Tí Hon ở thử thách vòng 2. Và sau đó ba chúng tôi sẽ xuất hiện tại thử thách cuối cùng. Đại thử thách, xin mời. Yeah. Thế em ra chơi thử thách này nha. Dạ. Ok, chị sẽ đi cùng em, chị sẽ hỗ trợ cho em. Ok chưa? Dạ. Chúng mình cùng thắng nhá. Dạ. Đi thôi. Bye bye. Tôi mời hai đội bắt tay giao lưu ạ. Chào cậu. Đây đây đây. Bạn sẵn sàng chưa? Rồi. Chúng mình cùng chiến đấu với nhau nhé. Dạ. Ok. Còn cưng quá. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những lời gợi ý đến từ máy chủ. Thật khó khăn vì số bánh kẹo thu thập được ở trạm 1 vẫn chưa đủ để kích hoạt của máy sản xuất bánh kẹo mới. Giờ đây những người hùng của chúng ta phải trải qua thử thách hiệu ý đồng đội. Họ phải cùng nhau đoán ra các loại bánh kẹo còn thiếu theo gợi ý và đồng lòng ăn hết sạch. Số lượng ăn trùng khớp càng nhiều, năng lượng để bước vào trận cuối cùng sẽ càng cao. Máy chủ sẽ cho chúng ta chơi một cái trò chơi mang tên bao tử tương thông. Ồ, luật chơi vô cùng đơn giản. Trước mắt chúng ta đều có những loại bánh và những thức ăn khác nhau. Tôi sẽ đọc những gợi ý. Và tất nhiên gợi ý của chúng tôi sẽ rất là chung chung. Nhưng cái game này muốn thắng chúng ta phải ăn đúng cái món mà đồng đội của chúng ta chọn. Rất là đơn giản. Hai đội, đội nào mà ăn trùng món với nhau nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng. Các bạn nắm ý chưa? Dạ rồi ạ. Bởi vì cái game này là chúng ta tương thông với nhau cho nên chúng ta không gọi những cái từ ngữ nào mà làm dấu hiệu cho bạn bè mình biết. Nhưng mà tôi nghĩ cuộc chơi hôm nay không có Hoàng Phi thì sẽ không ai chơi như vậy đâu. Sao con ngửi gì? Làm gì không được. Nên là tôi nói trước vậy thôi. Các bạn hãy nghe gợi ý đầu tiên. Tròn và ngọt. Ôi sao chung thế ạ? À? Thì cái nào đây cũng tròn và ngọt hết luôn ạ. Cố lên. Cô đi đã chọn xong chưa? Xong. Wow. Con đã chọn xong chưa? Rồi ạ. Rồi. Bây giờ tới lượt của Long Chun và bé Quỳnh. Đừng có lắc lắc. Rồi. Quỳnh ơi, tất cả những món này con nghĩ là bên kia chị Yến Nhi sẽ chọn món nào? Con nghĩ là món này. Con chắc chưa? Rồi. Đầu tiên là đội Quỳnh Lý với đội Long Chun. Các bạn hãy thưởng thức món ăn của mình. Long Chun cảm thấy hương vị đồ ăn của bạn như thế nào? Em thì nó tròn và ngọt á. Ngoài vị ngọt nó còn có vị gì nữa? Nó có mùi rất là thơm. Ăn là nó giòn giòn. Nó tan vỡ, tan vỡ. Nó tan vỡ. Nó vỡ vụn á. Quỳnh Lý ăn món ăn Quỳnh Lý thấy thế nào? Chun ơi, vậy là mình đúng rồi Chun ơi. Anh cũng ăn một cái gì đó. Mà sao em ăn đầy miệng quá vậy? Em ăn đầy miệng quá vậy? Cái của anh nó gọn gàng lắm. Ủa vậy? Nó nhỏ nhỏ thôi mà nó cũng bụng vỡ, nó cắn vô nó tan vỡ lắm. Khánh sẽ đếm 1, 2, 3. Các bạn hãy cùng nhau nói ra cái đáp án của mình đã chọn nha. 1, 2, 3. Kẹo M&M. Kẹo M&M. Ủa? Gì vậy? Mi Chiu. Chính xác. Wow. Trước mắt là bên đây là thắng em không rồi đó. Nó mới đầy á. Mời đội Tí Hon các con hãy thưởng thức món ăn của mình ạ. Còn bé Quỳnh ăn nãy giờ rồi hả con? Yến Nhi con thấy món ăn con sao? Nó là xốp xốp. Nó xốp xốp. Nó ngọt ngọt ạ. Con có thể ăn hết một cái liền không? Dạ không ạ.
nó hơi nhiều đúng không, nó hơi to. Quỳnh ơi, ngon không? Tròn tròn đúng ha, ngọt ngọt ha. Con nghĩ là con ăn hết cái bánh này không? Nghe là có vẻ giống nhau đó. Bây giờ chú Khánh sẽ bước qua vị trí của Yến Nhi để mà con đoán xem là món ăn của con có trùng với lại bé Quỳnh không nha. Dạ. Đây, đây, đây. Và lượt đầu tiên thì chiến thắng nghiêng về đội Khổng Lồ. Chúc mừng đội Khổng Lồ. Các bạn tập trung nghe gợi ý thứ hai. Hình động vật. Mời Quỳnh Lý và Yến Nhi chọn món ăn à. Từ từ nha. Không có lắc nha Quỳnh Lý ơi. Không lắc lại. Sau đó tôi mời Long Chuân và bé Quỳnh à. Quỳnh ơi. Chào nha. Hình động vật thì con sẽ chọn món nào? Này. Nghĩa món này ạ. Rồi. Và tôi đếm 1, 2, 3. Quỳnh Lý và Long Chuân hãy nói ra cái món ăn của mình. 3, 2, 1. Nách cua. Nách cua. Nách cua. Wow. Sao hay vậy ta? Yeah, anh thôi. Bây giờ chú đếm, các bạn bên đội Tí Hon hãy cùng nhau nói món ăn của mình đã chọn nha. 1, 2, 3. Xin nách cua. Xin nách cua. Bò sữa. Bé Quỳnh chọn kẹo bò sữa tại có hình con bò. Đúng rồi. Ôi lúc nào con cũng định chọn bò sữa đi chú. Con thích ăn kẹo hơn hả? Nó chung chung quá chú. Ta không sao không sao. Và gợi ý thứ ba là giòn trắng. Giòn trắng. Cái này hãy suy nghĩ. Giòn và trắng. Cái này có thể là cái này nha. Con nghĩ là cái gì giòn và trắng chưa? Giòn và vàng. Con sẽ chọn món nào? Chú Quỳnh, mình chọn giống nhau á chú ơi. Con nhận món này phải không? Yến Nhi. Dạ. Yến Nhi cũng đã chọn rồi đúng không? Vâng. Quỳnh với Long Chun, các bạn chọn gì ạ? À? Bánh gạo. Bánh gạo. Yeah. Yeah. Còn bên đội Tí Hon, các con chọn bánh gì? Bánh gạo ạ. Bánh gạo. Yeah. Vậy thứ tư. Cái này là khó thực sự nha. Có nhưng kem. Nhưng kem. Nhưng kem hả? Nói về những kem, chúng ta nghĩ ngay với món gì? Long, cái món này đặc trưng đúng không? Nếu mà là chọn cơ bản là cái chọn này. Cái này là cái tên nó là khó luôn rồi. Nhưng mà Long cứ suy nghĩ đi. Biết đâu. Để qua Quỳnh Lý coi. Cái này quá nổi tiếng. Quá nổi tiếng về kem đúng không? Gọi là đó đó, rất là nổi tiếng. Rồi. Con chọn cái này. Dạ. Không biết là con giống đồng đội mình không chứ chú thấy con giống đồng đội người khác rồi đó. Để coi bé Quỳnh nha. Quỳnh nhỏ ơi, Quỳnh chọn cái gì? Con chọn mát xô. À, con chắc chắn không? Ủa? Và bây giờ đội Tí Hon, các con hãy nói đáp án của mình được không ạ? Bánh su kem ạ. Bánh su kem. Chính xác, chúc mừng đội Tí Hon. Hai anh chàng khổng lồ chúng ta hãy nói đáp án của mình được không? Bánh su kem. Đại phán. Một bên là bánh su kem, một bên là bánh quy. Quán. Trong bánh su kem là nó đã có chữ kem rồi, sao không chọn nè, kem nè. Nhưng mà nó có chữ kem rồi, sao không chọn những cái nó có sẵn mà lại chọn cái bánh Oreo nó có nhân kem. Quỳnh Lý là kiểu người thành công có lối đi riêng á. Trong này là có mình Quỳnh Lý chọn bánh này thôi. Là riêng mình luôn á. Khó vậy mà cũng dám suy nghĩ ra. Này nghĩ lạ quá, không biết trong đây có không. Cái này nó chua chua. Nó chua chua. Rồi, con biết rồi. Mà nó mềm mềm. Dễ. Cái này dễ quá nha, dễ. Dễ nha. Chua chua mà mềm mềm nha. Muốn chọn gì cũng được. Con chốt đáp án này chưa? Dạ chốt ạ. Còn con chốt đáp án này chưa? Rồi. Con ăn cái này bao giờ chưa? Dạ chưa. Sao con biết nó chua? Con ăn đại chứ con không biết. Con ăn đại chứ con không biết. Con không biết. Con muốn ăn thử không? Mình ăn thử coi để thấy nó chua hay không ha. Hay là chú Khánh ăn thử, chú Khánh kể cho con nghe cái này có chua hay không ha. Món chua, món chua. Nó không phải là món chua. Con phải ăn và chọn món nào mà con nghĩ là nó chua á. Món gì chua ta? Cái này nó mềm nè mà nó không có chua. Chú nghĩ cái này nó cũng mềm mềm mà nó chua nè. Cái này nó cũng mềm mềm và nó chua nè. Con nghĩ coi đồng đội con sẽ chọn một trong hai cái nào trên đây. Một trong hai cái này. Con nghĩ là cái này. Con nghĩ là cái này đúng không? Chốt cái này chưa? Rồi. Và sau đây tôi muốn biết đáp án của đội khổng lồ ạ. Kẹo cầu vồng. À, kẹo cầu vồng đúng rồi.
tiếp tục là giống nhau ạ. Còn bên đây ạ? Kẹo cầu vồng ạ. Còn bé Quỳnh cũng là kẹo cầu vồng. Kẹo cầu vồng. Mua chùa. Và đây là gợi ý cuối cùng. Chùa. Gợi ý cuối cùng này, nếu như đội Tí Hon mà giành chiến thắng thì con sẽ gỡ hòa được đội Khổng Lồ, cố lên nha. Chùa, chùa, chùa. Gợi ý này nó là dài. Hết, hết. Ủa, gọn vậy? Dài hả? Dài thì con nghĩ em Quỳnh sẽ nghĩ ngay đến cái này nè. À, đang cưng đo đong đếm hả bạn? Ủa, gì vậy? Điểm tính quá. Long Chun, Long Chun nghĩ cái nào? Cái này cũng dài. Cái kẹo cầu vồng hồi nãy nó cũng dài đó. Nhưng mà nó đã qua đời mình rồi, mình sẽ không nghĩ về nó nữa. Và em nghĩ là bạn chơi cùng của em cũng nghĩ vậy. À, bạn chơi cùng thật ra là chưa có đáp án luôn đó. Ôi vậy hả? Đang cân dữ lắm, đợi chứ. Ngắn hơn liền hay không? Thôi suy nghĩ tiếp đi. Ủa alo. Các bạn đã chốt đáp án chưa? Chưa. Rồi ạ. Bây giờ thì tôi mời tất cả các bạn hãy bước lên vị trí này để cùng nhau coi là chúng ta chọn món gì. Giấu sau lưng nè. Hay quá ta ơi. Đếm 1, 2, 3, cầm cái bánh ra bỏ vô miệng ăn liền nha. 1. Cái gì mà nó dài dài nè? 2, 3. Hey. 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 Gì vậy? Hay quá. Ây da. Trời ơi, sao ai cũng chọn món này vậy trời? Đúng rồi. Tại nó dài á. Nãy rồi, cái này dài hơn kìa. Bên đây chiến thắng gần như là toàn bộ luôn á. Và tỷ số của dòng thử thách số 2 nghiêng về đội Khổng Lồ. Chúc mừng đội bạn. Mời những thành viên còn lại bước ra để chúng ta cùng nhau bước vào vòng đại thử thách được không ạ? Xin mời các bạn. Tưng bừng vô cùng, tưng bừng vô cùng. Ủa mọi người, ngay tiệc buffet hả? Sao ăn dữ vậy? Ủa, sao bỏ rơi người dẫn chương trình rồi vô mạnh ai nấy ăn vậy? Đổi gì bậy đồ ra vậy anh ơi, Khánh ơi. Đừng nên hoang phí đồ ăn. Các con ơi. Dạ. Sau hai vòng đấu, vòng đầu thì mình hòa, vòng thứ hai thì mình tạm mình thua nhẹ thôi. Thì tổng tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về đội Khổng Lồ. Chúc mừng đội bạn một lần nữa. Nhưng mà không sao, chúng ta còn một cơ hội nữa. Nếu như chúng ta thắng ở vòng đại thử thách, chúng ta sẽ được nhân đôi điểm và đôi khi chúng ta sẽ dồn ngược tỷ số. Các con có thể thắng lại 3-2. Dạ. Dễ gì, dễ gì. Thôi, chú ăn chiến thắng ngon rồi, chú không được ăn kẹo nữa. Chuẩn bị bước vào vòng đại thử thách, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các con đã chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ, rồi. Nếu ai cũng đã sẵn sàng thì xin mời quý vị và các bạn hãy đến với vòng đại thử thách của Đấu Trường Tài Năng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng đại thử thách của chương trình Đấu Trường Tài Năng. Tại trận quan trọng nhất, các thành viên của hai đội phải dùng sức mạnh thu thập được ở thử thách trước kết hợp với mưu trí của mình để lao vào tâm chính của vòng xoáy đã hút bánh kẹo đi. Ở đây, họ cần sự khéo léo và óc quan sát tinh tường để làm vỡ các bong bóng khổng lồ chứa kẹo. Sau đó, vượt qua loạt cạm bẫy cặp kênh trên đường, mang bánh kẹo được giải cứu về cho các bạn nhỏ đang háo hức mong chờ. Chúc các người hùng của Đấu Trường Tài Năng sẽ may mắn và thành công với thật nhiều bánh kẹo. Và bây giờ game của chúng ta là một game rất là ngọt ngào. Tập trung các bạn ơi, đội thắng chúng mình tập trung nghe luật nè để không có bị phân tâm nè. Ở cái vòng chơi này, ba người của từng đội sẽ lần lượt chơi. Đầu tiên chúng ta ở đây, chúng ta đội chiến đấu này lên. Mà các bạn nhìn cái bong bóng bên kia được không ạ? Thấy. Đó là những chiếc bong bóng đựng kẹo. Oh. Chúng ta phải đi tới đó để lấy kẹo. Chúng ta có một phương tiện, đó là chiếc vòng này. Đây là xe dành cho chuột hamster. Trong xe là chuột hamster. Đó. Wow. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lựa một chiếc bóng mà chúng ta yêu thích. Chúng ta kéo nó lên. Kéo lên. Ở trên đỉnh của cây cột có một cây đinh. Kéo lên, bong bóng sẽ nổ và rớt những chiếc kẹo vào rổ của chúng ta. Ok. Khi cái rổ của chúng ta có kẹo rồi, chúng ta sẽ thật cẩn thận đi tới đây. Leo lên chú ngựa này. Và phía cà lồng đứng kia. Minh Họa ơi. Trong quá trình đi của chúng ta, kẹo rớt rải trên dọc đường. Ví dụ kẹo nó đang rất ô nguy hiểm, chúng ta sẽ bị phạt ăn một viên kẹo chua ở đằng kia. Các bạn hiểu chưa? Hiểu rồi. Tới cuối cùng, đội nào thu thập nhiều kẹo nhất sẽ là đội chiến thắng. Anh Phi à? Tôi ạ. Đội anh là người chiến thắng cho nên anh được quyền quyết định ai sẽ là người chơi trước.
thật ra thì trước hay sau gì thì kết quả cũng đã có mất rồi. Thôi, việc gì chúng ta là người lớn mà chúng ta lại phải giành giật điều đó với các em, làm các em mất vui trong ngày hôm nay. Không. Là một người trưởng thành, tôi muốn dành cái phần lựa chọn đó cho đội có cái phần thắng thấp hơn, cái số tuổi thấp hơn. Đó chính là đội Tí Hon. Các con chọn đi. Vợ con muốn thi sau ạ. Tụi con càng lúc càng thông minh. Như vậy thì đội chúng tôi sẽ thi trước ạ. Vâng, vậy tôi trao cho anh. Và tổng thời lượng để thực hiện cuộc thi này là 3 phút. Đội trưởng Hoàng Phi và các đồng đội đã chuẩn bị chưa ạ? Xong rồi. Đứng xem. 3 phút bắt đầu. Đã ít kẹo rồi còn rớt nữa. Làm gì có mà rớt. Hết rồi. Tiếp tục, tiếp tục, đâu. Hai, ba, đi. Rồi. Chú làm thế hơi tội con ngựa quá hả? Ném màu đỏ đi cho may mắn. Chơi luôn chú ơi. Chú ơi, nhớ hướng nha chú. Rồi, cứ làm thế đi, cứ làm thế để nguyên. Rồi. Bay luôn. Chú ơi, con thấy là nó sắp vào rồi đấy. Chơi khác đi. Cây đỏ cũng không may mắn lắm. Cây đỏ không may mắn nha. Con nghĩ cái này được ấy chú. Ôi. Chú. Ôi. 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 Có là mừng rồi. Có là mừng rồi. Ok rồi chú ơi. Ok. Rồi đổ xuống, đổ xuống. Yeah. Nhiều lắm. Nhiều lắm, quên rớt hai cục đây rồi. Không còn cái nào. Ủa. Bởi vì hai cục của Quỳnh Lý là hai cục rất là vùng an toàn nha, cho nên là không bị phạt. Tiếp đi, tiếp đi rồi. Ui. Cố lên chú ơi. Cố lên chú ơi. Long Chun. 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 Rồi sao luôn. Tốc độ luôn. Tại vì không còn cục nào nữa rồi. Cố lên anh ơi, chú ơi. Mệt dữ vậy. Phan sĩ. Rớt trong cục nguy hiểm, ngồi ăn ăn cục kẹo mới được đi. Thôi, vào phía đi. Cố lên. Chua quá trời chua luôn. Trời ơi, chua quá à. Cố lên chú Phi ơi. Cố lên. Vào mặt chú ơi. Thằng đầu lên. Chú Phi. Chạy về nè. Không có gì hết. Để em. Ít tiếng ta phải có một cục kẹo làm vốn chứ. Chưa có cục kẹo này. Rồi, gắng lên Quỳnh ơi. Gia đình tin tưởng em Quỳnh ơi. Không có cục nào hết Quỳnh ơi. Cố lên. Lẹ, nhẹ nhàng thôi Quỳnh. Được. Thằng đâu chú ơi, không quan tâm gì em ơi. Đúng rồi. Cái mặt vô cảm với nó, đúng rồi. Rồi. Mặt kỳ vậy. Lên đường. Come on. Có vốn rồi. Đội mình có vốn rồi. Wow. Cố lên. Cũng được á, Long ơi. Khá. Nhẹ nhàng. Một phút. Tí mình đi như thế nha. Có phải nâng lên mệt. Ủa, có không nè? Có. Bốn. Hay lắm. Wow. Để em xào luộc lên nhá. Hai. Một phút nghe lên Phi ơi. Cố lên chú Phi ơi. Cố lên chú nghe. Ai cũng tin tưởng chú. Hay lắm. Có một cục đó. Sai luật rồi chú ơi. Không sao chú ơi, chú cứ đi như thế chú ơi. Cố lên,
Rồi, được một cục nữa rồi. Anh, còn vài giây nữa thôi nha. Cố lên, cố lên, Quỳnh lý lượt cuối nè. Ủa thế như nào? Còn 20 giây, Quỳnh ơi. Chưa đi. 20 giây lẹ. Hay lẹ. Chạy về, tối người, tối người. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, hết giờ. Thực sự đây là một cái trò chơi quá khó luôn, quá là khó luôn. Tôi sẽ bảo lưu số kẹo của đội khổng lồ vào túi. Các con ơi! Dạ! Đã sẵn sàng chưa? Tôi ạ! Dữ dội vậy? Bé Như Quỳnh, tại vì hình thể của con hơi nhỏ cho nên là game này con chơi không được. Con đứng đó để mặc cổ vũ anh chị nha! Dạ! Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Tôi ạ! 3, 2, 1, bắt đầu! Đến chưa nha? Chú ơi, nhớ đỡ cho con đi ạ! Yên tâm. Chạy con nha con. Rồi, yên tâm. Chạy con nha con. Rồi. Ui, cái này lăn mạnh vậy. Kéo lên, cố lên. Bà không khác vậy chị ơi. Cố lên, cái khác đi chị ơi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chú Khánh xin lỗi con. Chạy về, đổi người. Đổi người. Lên đường. Cố lên Long ơi. Cố lên. Cố lên Long ơi. Ok, từ từ. Cố lên. Ôi, chú ơi, nha chú ơi. Như này nó có bị nghiêng không chị? Từ từ nha. Nghiêng thẳng như này thì chưa được. Có bị nghiêng không? Có bị nghiêng không? Chị ơi, cái mũ em có bị nghiêng không? Có. Hết đầu xuống một tí. Đây, 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 ở bên này. Ok. Cố lên. Mày là lo quá hả? Cố lên. Mày là lo quá hả? Ủa, hình như không phải mày. Có nhiều, có nhiều, có nhiều. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đổ ra, đổ ra, đổ ra. Ui nhiều thế. Chú Khánh ơi, chú lo chưa? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ui trời ơi. Chú căng chuẩn nhá, chú nhá. Cố lên chị ơi. Rồi mấy cục được mấy cục con ơi. Hay quá con, vừa hay mà vừa may mắn nữa. Khó khăn lắm mới được nhiều đó kẹo đó con. Chú Khánh ơi, chú bao nhiêu con quá hả? Rồi. Đi 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 đi. Đi được, đi được, đi được. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nó thắng mình rồi, nó thắng mình rồi. Nó nhiều quá, nó thắng mình rồi. Cố lên. Nè đó, cho anh nè. Cố lên. Thẳng đầu lên. Cố lên. Thẳng đầu lên. Thẳng đầu lên. Kéo nè. Kéo đi, kéo đi, kéo đi, kéo đi. Ok. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cố lên, cố nha, cố nha, cố nha. Có. Cố lên, cố lên. Nhảy con ơi, nhảy, nhảy. Cố lên, cố lên. Ok, rồi, rồi, rồi. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Tới đây đổ thì phí. Chú Khánh ơi, giúp con. Đổ vô, đổ vô. Rồi. Này. 7, vô, vô 6, đây, vô đây, vô đây. 5, 4, 3, 2, 9, 9. 2 rưỡi. Một. Hết giờ. Và bây giờ là phần kiểm tra kết quả. Đúng. Số kẹo của anh Phi hồi nãy tôi có bỏ vào túi. 1, 2, 3, 4, 5. Và số kẹo của bé Yến Nhi là. Hết chưa? Hết rồi. Không, không, không Khánh, tôi nghĩ là Khánh còn hiểu lầm gì đó. Không, không thể nào ít như vậy được. Hồi nãy là có cho thêm á, chứ thiệt ra đội mình có 4 cục mà. Đội mình có 4 cục mà. Đội mình thật sự tệ như vậy sao? Nè, nhìn đội mấy bé chơi nè. Cái kẹo rớt ở ngoài nó đã gần bằng kẹo của mình rồi. Một chiến thắng quá thuyết phục. Tôi không còn có điều gì để nói nữa. Tỷ số thắng đang nghiêng về đội Tí Hon, xin chúc mừng. Và cuối cùng, với chiến thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về đội Tí Hon, các con đã nhận được một phần thưởng của chương trình, đó là một khóa học chạy hè công nghệ tại hệ thống Học viện Sáng tạo Công nghệ Techie. Xin dành tặng cho tụi con. Wow.
Và một lần nữa rất cảm ơn tụi con và rất cảm ơn những thành viên của đội khổng lồ đã tham gia và chơi hết mình với chương trình. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hey!